pháp quán niệm. Đối với thiền sinh mới, khi theo dõi phòng xẹp, nhận thấy trong sự phòng có các cảm giác chuyển động, căng, cứng, và trong sự xẹp có các cảm giác chuyển động, giãn, nhẹ. Các cảm giác này là đặc tính riêng của yếu tố gió. Khi chú tâm vào chuyển động của bụng, bạn nhận thấy khi thở vào bụng phồng, bạn ghi nhận hay niệm phồng. Khi thở ra bụng xẹp, bạn ghi nhận hay niệm xẹp. Sự chuyển động, căng giãn được nhận biết trong khi quan sát phồng xẹp là biểu hiện của yếu tố gió. Gió là một trong bốn nguyên tố chính hay tứ đại, gồm đất, nước, gió và lửa. Khi quan sát tứ đại thuộc về niệm thân, phản ngữ Kaya Nupassana. Phản ngữ Kaya dùng để chỉ nhóm sắc pháp bao gồm nhiều loại vật chất khác nhau như đất biểu hiện qua sự nặng nhẹ, nước biểu hiện qua sự dính chặt, ướt, lửa biểu hiện qua sự nóng lạnh, gió biểu hiện qua sự chuyển động, căng giãn. Trong tứ đại, gió biểu hiện rõ nhất. Trong nhóm vật chất còn bao gồm phần nhạy ứng của mũi, mắt, tai, vân vân. Trong sự ngửi, thấy, nghe, vân vân. Trong nhóm vật chất còn bao gồm phần nhạy ứng của mũi, mắt, tai. Trong sự ngửi, thấy, nghe, vân vân. Trong lúc quan sát phòng xẹp, thiền sinh ghi nhận sự căng giãn, đồng thời cũng nhận biết được các cảm giác khác, nhưng có thể bỏ qua vì chúng không vượt trội hơn sự phòng xẹp. Thiền sinh giữ sự chú tâm các hiện tượng sinh khởi nơi thân bằng chánh niệm, gọi là niệm thân. Các hiện tượng thuộc nhóm vật chất diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần và thay đổi không ngừng. Phản ngữ Nupassana có nghĩa là thấy nhiều lần, lặp đi, lặp lại. Trong pháp niệm thân cũng có liên hệ đến danh từ Satipatthana, gồm Sati và Patthana. Sati có nghĩa là chánh niệm hay ghi nhớ, Upa, chặt chẽ. Patthana có nghĩa thiết lập. Tóm tắt, Satipatthana có nghĩa sự thiết lập chánh niệm chặt chẽ. Trong thực hành, Satipatthana có nghĩa tâm ghi nhận gắn chặt vào đề mục hay chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục. Đây không phải là loại chánh niệm hời hợt, thông thường. Khi quan sát đề mục, chánh niệm được thiết lập liên tục và gắn chặt nơi đề mục, không vượt khỏi đề mục. Thay vì bỏ quên đề mục, chánh niệm bắt giữ đề mục, ghi nhớ đề mục liên tục. Thực hành theo cách như vậy chính là sự tu niệm. Trong kinh Đại Niệm Xứ, phẩm Quán Thân, sắc pháp biểu hiện rõ rệt nhất, vượt trội nhất. Quán sát sắc pháp là sắc pháp hay quán thân trên thân, Kaya Kayanupassi. Trong đó, Kaya là đề mục quán sát và Anupassati là phương pháp quán sát. Nói cách khác, khi thấy đề mục thuộc vật chất, hãy niệm theo vật chất, đừng niệm tâm hay cảm giác. Kinh nghiệm thế nào, hãy ghi nhận đúng như vậy. Thực hành theo vi diệu pháp, khi có đề mục thuộc về sắc pháp, như sự căng, niệm căng, giãn, niệm giãn, cứng, niệm cứng, mềm, niệm mềm, vân vân, đừng ghi nhận như một cảm thọ. Khi kinh nghiệm như thế nào, hãy ghi nhận đúng như thế ấy. Khi kinh nghiệm vật chất hay sắc pháp, phải ghi nhận là vật chất. Đây là phương pháp dùng đặc tính riêng của đề mục để niệm trong khi quan sát đề mục. Phương pháp thực hành này không phải dễ đối với mọi người. Kinh Tứ Niệm Xứ chỉ dẫn cách niệm đơn giản hơn, ai cũng có thể hiểu được. Khi thấy sự phồng nơi bụng xuất hiện, ghi nhận phồng.
hay khi sự xẹp nơi bụng xuất hiện, ghi nhận xẹp. Bạn có thể dùng từ ngữ thông thường, đơn giản để ghi nhận hiện tượng, không cần suy nghĩ. Chẳng hạn khi thấy phồng, ghi nhận phồng, hay khi thấy xẹp, ghi nhận xẹp. Dùng chữ thông thường theo tiếng nói riêng của mỗi xứ. Khi ngồi, niệm ngồi, khi đứng, niệm đứng. Khi kinh hành, dở chân, ghi nhận dở. Khi đưa chân tới, ghi nhận đưa, vân vân. Hay lúc nhắm mắt, ghi nhận nhắm. Lúc mở mắt, ghi nhận mở. Hãy ghi nhận và niệm bằng từ ngữ thông thường. Thực hành một cách đơn giản, sao cho từ thiếu nhi 7 tuổi cho đến người trung niên hay lão niên đều hiểu được. Đây là cách thực hành theo kinh điển. Trong đó Đức Phật dùng lối chỉ dẫn đơn giản để ai cũng hiểu được. Lúc mới thực tập, thấy bụng phồng, bạn niệm phồng, thấy bụng xẹp, niệm xẹp. Sự quan sát như vậy còn mang hình tướng hay vẫn còn thấy tính chất tục đế của đề mục? Bạn còn thấy hình tướng của bụng và tư thế bụng đang phồng, xẹp hay đứng yên. Dần dà bạn thấy được đặc tính riêng của tứ đại qua cảm giác cứng, mềm, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, vân vân. Tương tự như trong sự ăn, bạn thấy hình ảnh của món ăn và biết được vị của món ăn như mặn, ngọt, chua, chát, vân vân là đặc tính riêng. Trong sự quan sát bụng, thấy hình tướng và tư thế của bụng không phải là thấy bản chất thực hay chân đế của đề mục. Thấy được đặc tính cứng, mềm, căng, giãn, chuyển động, vân vân mới là sự biểu hiện đặc tính riêng. Do đó, khi bạn quan sát phòng xẹp, bạn thấy điều gì? Thấy hình dáng của phòng xẹp hay tư thế bụng, hoặc đi xa hơn, bạn thấy được đặc tính riêng như đất, nước, gió và lửa, vân vân. Do đó, khi quan sát đề mục, bạn thấy cả hai tục đế lẫn chân đế. Trong kinh Đại Niệm Xứ, câu kinh Kaye Kayanupassi Viharati Atapi Sambhachano Satima. Chữ Atapi gốc từ Atapa có nghĩa làm khô bợn nhơ phiền não, thường được phiên dịch là tinh cần trong sự thực hành. Có nghĩa trong khi quan sát đề mục, bạn cần phải có nỗ lực tinh cần hay tinh tấn, tỉnh giác và năng động. Tức nỗ lực tinh cần, chứ không quan sát một cách dễ vui, buông lung, lười biếng, cẩu thả. Người có phẩm tính Atapi, tức nỗ lực tinh cần, là người làm khô bợn nhơ của phiền não. Do đó bạn cần thực hành với tinh tấn, tỉnh giác và năng động mới đáp ứng được với tinh thần của chữ Anupassana, ghi nhận liên tục sao cho chánh niệm được thiết lập chặt chẽ trên đề mục quán sát. Đây không phải loại chánh niệm thông thường, nhưng là loại chánh niệm gắn chặt theo sát, không vụt mất đề mục, phản ảnh ý nghĩa quán sát Anupassana. Khi chánh niệm được duy trì chặt chẽ trên đề mục, làm hình thành sự định tâm, tâm an trụ trên đề mục, tạo nên sự định tĩnh Samatha. Sự định tĩnh hình thành vì với sự duy trì chánh niệm bằng nỗ lực tinh cần, chánh niệm không rời khỏi đề mục nên không có sự dao động. Tâm trở nên an tịnh vì vắng bóng phiền não, theo như theo ý nghĩa Satima. Sự định tâm càng sâu sẽ làm tăng sự hiểu biết về thực tánh của đề mục. Chẳng hạn, khi quan sát sự phồng, bạn sẽ thấy đặc tính riêng biểu hiện qua sự căng, cứng hay chuyển động. Cũng như trong sự xẹp, bạn sẽ thấy sự giãn, mềm hay chuyển động. Như vậy, bạn có sự hay biết hoàn toàn về đề mục. Bao lâu bạn có được sự hướng tâm về đề mục và duy trì chánh niệm liên tục trên đề mục, bạn sẽ có sự hiểu biết về đề mục. Sự hiểu biết này không phải bằng sách vở,
nhưng là sự hiểu biết từ kinh nghiệm bản thân. Bạn hiểu sự thật về đề mục như bản chất của nó là vậy. Sự cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, không thể sai lầm. Bạn hoàn toàn ý thức về đề mục. Nếu thực hành tinh cần, sẽ thấy đúng như vậy. Phản ngữ Sampajana là ý thức hoàn toàn, tức tỉnh giác. Trong sự phòng, bạn thấy rằng không chỉ là một sự phòng độc nhất, mà là có nhiều sự phòng nhỏ, hay ở dạng gợn sóng li ti, hay chuyển động nhấp nhô một cách vi tế, theo như thiền sinh diễn tả khi trình pháp. Đây là sự hiểu biết hoàn toàn từ kinh nghiệm thực hành, không phải từ sách vở. Một sự hiểu biết biện biệt, phi thường. Chữ Sampajana diễn tả sự hay biết hoàn toàn, hàm ý sự hiểu biết rõ ràng, thấu đáo. Đây là ý nghĩa thiết yếu của Anupassana. Khi chánh niệm được duy trì trong sự quan sát đề mục, tâm định phát triển, tạo nên sự hiểu biết thật tánh của đề mục. Tâm tạm thời vắng bóng phiền não như tham, sân, buồn rầu, lo âu, chiếm đoạt, mưu hại, ghen ghét, vân vân. Phiền não được ngăn chặn, không xâm nhập tâm. Do đó, trong lúc quan sát đề mục, tâm bạn tạm thời loại trừ được phiền não. Đây là lợi ích tức thời của sự tu tập. Tiếp tục quan sát đề mục, bạn thấy rằng sự cứng, mềm, căng, giãn, nóng, lạnh, vân vân không tồn tại mãi. Chúng sinh khởi rồi biến đi, hết hiện tượng này sang hiện tượng khác. Tất cả đều có bản chất chung, hết sinh rồi diệt. Đây là bản chất vô thường của sắc pháp. Hiểu được bản chất vô thường, bạn buông bỏ ngã mạn. Thấy sự đến đi, sinh diệt liên tục của các pháp, bạn thấy bản chất bất toại nguyện của các pháp. Bạn không còn coi chúng là đáng ưa, đáng vui thích như trước đây bạn có sự luyến ái dính mắc vào. Bây giờ thấy chúng chỉ là khổ, bạn buông bỏ, không còn dính mắc, không còn tham ái. Hiểu rằng tất cả chỉ là tiến trình sinh diệt, không thực chất, bạn loại bỏ phiền não, dục thủ và tà kiến thủ, không còn chấp giữ dục ái và hữu ái. Vì bạn thấy sự thật, nên bạn có chánh kiến, không còn mang tà kiến về các pháp. Bạn không còn vô minh nơi sự vật đang quan sát, cũng như nơi sự vật không quan sát. Do đó, bằng sự tu tập, bạn phát triển và tăng trưởng được các tâm thiện lành. Đây chính là ý nghĩa của phát triển tâm. Do đó, qua thực hành sự quan sát thân nơi thân, bạn phát triển được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến, khắc phục phiền não và loại bỏ vô minh. Trong khi quan sát phòng xẹp hay các đề mục khác, đôi khi bạn kinh nghiệm cảm giác dễ chịu hay khó chịu nơi thân hay tâm, hoặc cảm giác đau nhức, ngứa, tê, vân vân. Bạn theo dõi, quan sát các cảm giác này. Sự quan sát này được gọi là quán thọ trong thọ. Có lúc bạn chỉ có quan sát vào cảm giác mà không thấy nơi chốn phát sinh cảm giác. Bạn chỉ chánh niệm theo dõi cảm giác mà không phát sinh ưa ghét. Tâm không dính mắc vào cảm giác, nên vắng bóng tham, sân. Khi theo dõi cảm giác, có lúc chánh niệm yếu hay thất niệm, tâm phát sinh sự ưa thích đề mục. Bạn hãy niệm thích, thích hay ham muốn, vân vân. Bạn thực hành sự quán tâm trên tâm. Do chánh niệm kịp thời vào các trạng thái ưa thích, nên tâm không còn ham muốn, ưa, ghét. Ngoài ra, trong khi nghe, thấy, ngửi, ăn, đụng, chạm, có thể sinh khởi sự ưa ghét, hoặc sinh khởi giả dự, buồn ngủ, phóng dật, hối tiếc hay hoài nghi. Quán sát các hiện tượng này được gọi là quán pháp trên các pháp.
Tóm lại, hành thiền tứ niệm xứ là sự thực hành chánh niệm, quán sát đề mục sinh khởi trong bốn lĩnh vực, thân, thọ, tâm và pháp. Sự quán sát này đưa đến sự hiểu biết thực tánh của đề mục hay sự hình thành tuệ minh sát. Bạn hiểu được bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đề mục. Sự hiểu biết này có được nhờ chính bạn kinh nghiệm khi quán sát đề mục. Bạn có sự tỉnh giác hoàn toàn, đúng đắn và cao tột. Bạn thành đạt trí tuệ trên đường tu tập mà không cần phải mong ước. Và đây là sự thật không thể chối cãi được.